đám cưới mình mà. Đám cưới mình luôn hả? Anh thề đi anh. Tổ chức tại đây luôn hả? Tại đây. Nhưng mà bây giờ phải thề gì? Thề anh với em chọn đời chọn kiếp. Mãi mãi bên nhau không xa rời nửa bước. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cảm thấy trong lòng mình chưa đủ niềm tin thì sao? Anh đọc thông chết bây giờ đây. Con ngựa đi, em thấy là con ngựa nè. Ở đây nè, có anh Kim Tử Long cho anh làm con ngựa đi. Qua đây con cò một chân nè. Ê, muốn kêu bên này lựa hay là em xin quyết định? Không, em tư vấn coi. Tư vấn cái gì? Ủa sao lanh vậy? Hay ra dễ quá. Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thiệt là ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Ôi vui biết bao khi đám cưới làng quê của nàng cô dâu thì tha hiền diêu. Còn kế bên là chàng chú rể đẹp như trai đồng này, làm cho bà con lôi xóm vui hơn ở vô cùng. Đón xem tập 7 Đoán Đại Đi được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 2022 trên mọi nền tảng FPT Play.